ngày 9 tháng 4 năm 2013, công ty Sen Vàng nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án khu dân cư thương mại Vinhome từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi dự án của công ty Sen Vàng vào ngày 22 tháng 9 năm 2016, sau đó chuyển nhượng toàn bộ dự án cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa vào ngày 30 tháng 11 năm 2016. Doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa tiếp tục đầu tư và thực hiện dự án, nhưng công ty Sen Vàng không chuyển giao 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 8.232,4 m². Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đầu tư thực hiện dự án vào ngày 30 tháng 12 năm 2016. Công ty Sen Vàng ký hợp đồng chuyển nhượng lại dự án cho công ty Trường Hải vào ngày 15 tháng 8 năm 2017. Doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã kiện công ty Sen Vàng lên Tòa án Nhân dân. Vì vậy, chuyển nhượng dự án và quyền sử dụng đất cho công ty Trường Hải. Vậy, vụ việc đã xảy ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem. Đề nghị mọi người ổn định chỗ ngồi, dùng đất từ trong phòng xử án để tự ký kiểm tra căn cứ những người có mặt và phổ biến nội quy phiên tòa. Sau đây tôi sẽ kiểm tra sự có mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy mời và triệu tập của tòa án. Khi tôi gọi tên những người được mời và triệu tập, đề nghị người được gọi nói có và mang theo giấy triệu tập, giấy báo và giấy tờ tùy thân lên để kiểm tra. Một, Nguyễn Đơn, đang được thì Minh Thi, xin mời. Có. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyễn Đơn, luật sư Đông Hữu Thanh Đạt. Có. Luật sư Huỳnh Mạnh Dũng. Có. Bị đơn Nguyễn Thị Mỹ Linh. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, luật sư Nguyễn Văn Lê Danh. Có. Luật sư Phạm Thị Thắm. Có. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan, văn phòng công chứng Nguyễn Thị Đông. Có. Người có quyền công việc cùng liên quan trong phòng công chứng Nguyễn Hoàng Minh. Có. Trước khi hội đồng xét xử vào làm việc, tôi Nguyễn Thị Thanh Tra, thư ký phiên tòa sẽ tổng phổ biến nội quy phiên tòa, đề nghị mọi người nghiêm túc chấp hành nội quy phiên tòa. Một, khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa. Hai, nghiêm cấm mang vào phòng xử án vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa, trừ vật chứng của phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí công cụ hỗ trợ người được có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. Ba, người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của tòa án phải xuất trình giấy tờ triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho thư ký phiên tòa tại bản thư ký chậm nhất 55 phút trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của thư ký phiên tòa. Tờ có giấy tờ có liên quan khác cho thư ký phiên tòa thông qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. 4. Nhà báo tham dự phiên tòa để đưa tin về diễn biến phiên tòa phải chấp hành sự điều khiển của chủ tòa phiên tòa về khu vực đặc biệt. Nhà báo ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử phải được sự đồng ý của chủ tòa phiên tòa. Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của đương sự, người tham gia tố tụng khác phải được sự đồng ý của họ. 5. Mọi người tham gia phiên tòa phải có trang phục nghiêm chỉnh, có thái độ tôn trọng hội đồng xét xử, giữ trật tự và tuân theo sự điều khiển của chủ tòa phiên tòa. 6. Không đội mũ nón, đeo kính vào văn phòng xử án, trừ trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của chủ tòa phiên tòa. Không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc, không ăn uống trong phòng xử án hoặc có hành vi ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa. 7. Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của tòa án phải có mặt trong phiên tòa của thời gian xét xử vụ án, trừ trường hợp được chủ tòa phiên tòa đồng ý cho rời khỏi phòng xử án khi có lý do chính đáng. 8.
mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi hội đồng xét xử vào phòng xử án thất. Khi tuyên án trong trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. 9. Chỉ những người được hội đồng xét xử đồng ý được hỏi mới được trả lời hỏi hoặc phát biểu. Người hỏi trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy trong trường hợp vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên tòa đồng ý cho ngồi để hỏi. Đề nghị mọi người trong phòng xử án giữ trật tự, tắt điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ ngủ. Đề nghị mọi người trong phòng xét xử đứng dậy. Hôm nay vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử công khai vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi xin tuyên bố khai mạc phiên tòa. Sau đây, tôi công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, mời mọi người trong phòng xử án ngồi, các đương sự đứng tại chỗ để nghe hội đồng xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Huế căn cứ các điều 48, 203 và điều 220 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, sau khi nghiên cứu hồ sơ thụ lý số 02/2023 thụ lý dân sự kinh doanh thương mại ngày 10/11/2023 quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vụ án thụ lý dân sự số 02/2023 thụ lý dân sự kinh doanh thương mại ngày 30/10/2023 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Lê Thị Minh Thi, chủ doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, địa chỉ số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bị đơn, công ty trách nhiệm hữu hạn Xen Vàng, người đại diện theo pháp luật bà Nguyễn Thị Mỹ Ninh, địa chỉ số 242 đường Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Đại Phát, địa chỉ F10, khu đô thị An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người đại diện theo pháp luật bà Nguyễn Thị Thanh Xuân. Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm, tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Văn phòng công chứng Nguyễn Hoàng Minh, địa chỉ số 27A, đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người làm chứng gồm có ông Phan Văn Trung, địa chỉ 142 đường Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Hoàng Lâm, địa chỉ số 10 đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, ông Phạm Văn Chí, địa chỉ số 161 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty xuất nhập khẩu một thành viên Trường Hải, sau đây gọi tắt là công ty Trường Hải, người đại diện hợp pháp ông Nguyễn Xuân Khuê, địa chỉ số 146 đường Hoàng Diệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian mở phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2023. Địa chỉ mở phiên tòa số 01 đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vụ án được xét xử công khai. Sau đây là những người nào tham gia tố tụng: thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Trọng Huy, các hội thẩm nhân dân ông Hoàng Minh Cảnh và Bùi Thị Yến Nhi, thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa bà Nguyễn Thị Thanh Tà, cán bộ Tòa án Nhân dân thành phố Huế, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân ông Trương Văn Tiến, kiểm sát viên, những người tham gia tố tụng khác, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, luật sư Đồng Hữu Thành Đạt, luật sư Quỳnh Mạnh Dũng thuộc công ty luật Thành Đạt và luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bị đơn, luật sư Nguyễn Văn Lê Doanh, luật sư Phạm Thị Thắm thuộc công ty luật Thanh Bảo và luật sư thành phố Cần Thơ. Thưa hội đồng xét xử, sau đây tôi xin báo cáo sự có mặt và vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên tòa hôm nay. Những người tham gia tố tụng: nguyên đơn bà Lê Thị Minh Thi có mặt, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, luật sư Đồng Hữu Thành Đạt, luật sư Huỳnh Mạnh Dũng có mặt, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, luật sư Nguyễn Văn Lê Doanh, luật sư Phạm Thị Thắm có mặt, bị đơn Nguyễn Thị Mỹ Linh có mặt.
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Xuân có mặt. Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm, văn phòng công chứng Nguyễn Hoàng Minh có mặt. Thư ký đã thực hiện xong đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Sau đây, thay mặt hội đồng xét xử, tôi sẽ tiến hành kiểm tra những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của tòa án và kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của đương sự và người tham gia tố tụng. Yêu cầu nguyên đơn bà Lê Thị Minh Thi hãy cho biết đầy đủ họ tên, tên gọi khác nếu có, nghề nghiệp, năm sinh và nơi cư trú. Thưa hội đồng xét xử, tôi tên là Lê Thị Minh Thi, sinh năm 2002, là chủ doanh nghiệp tư nhân Thuần Hóa, số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mời nguyên đơn ngồi. Yêu cầu bị đơn bà Nguyễn Thị Minh Ninh hãy cho biết đầy đủ tên gọi khác nếu có, nghề nghiệp, năm sinh và nơi cư trú. Thưa hội đồng xét xử, tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 2002, là đại diện hợp pháp của công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng, địa chỉ số 242, đường Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mời bị đơn ngồi. Yêu cầu người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Mời bà Nguyễn Thị Thanh Xuân hãy cho biết đầy đủ họ tên, tên gọi khác nếu có, năm sinh và nơi cư trú, địa chỉ công ty. Thưa hội đồng xét xử, tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh năm 2000, là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Trường Hải, địa chỉ F10, khu đô thị An Cư, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mời ông Nguyễn Hoàng Minh hãy cho biết đầy đủ họ tên, tên gọi khác nếu có, năm sinh và nơi cư trú, địa chỉ văn phòng. Thưa hội đồng xét xử, tôi tên là Nguyễn Hoàng Minh, sinh năm 2002, là người đại diện theo pháp luật của văn phòng công chứng Nguyễn Hoàng Minh. Địa chỉ số 27A, đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đây, thay mặt hội đồng xét xử, tôi sẽ tiến hành phổ biến quyền và nghĩa vụ của các đương sự tại phiên tòa hôm nay. Đề nghị các đương sự có mặt tại phiên tòa đứng dậy để nghe hội đồng xét xử phổ biến về quyền và nghĩa vụ. Các đương sự tại phiên tòa hôm nay có quyền sau đây: 1. Tôn trọng tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh luật quy tục phiên tòa. 2. Nộp tiền án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật. 3. Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu. 4. Cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở chính của mình trong quá trình tòa án giải quyết vụ án. Nếu có thay đổi địa chỉ nơi cư trú, trụ sở thì phải thông báo kịp thời cho đương sự khác và tòa án. 5. Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 6. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ, cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho tòa án. 7. Đề nghị tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được. Đề nghị tòa án buộc bên đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang lưu giữ, quản lý. Đề nghị tòa án ra quyết định buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý, chứng cứ, cung cấp chứng cứ. Đề nghị tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản. 8. Đề nghị tòa án này quyết định việc áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. 9. Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện quyền nghĩa vụ của mình. 10. Tự bảo vệ nhờ luật sư hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. 11. Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. 12. Tham gia phiên tòa, phiên họp. 13. Phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án và chấp hành quyết định của tòa án trong quá trình tòa án giải quyết vụ án. 14. Đề nghị tòa án đưa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng. 15. Đề nghị tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án. 16. Đưa ra câu hỏi với người khác
về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với tòa án những vấn đề hỏi với người khác hoặc đối chất với nhau hoặc với người làm chứng. 17. Tranh luận tại phiên tòa đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng. 18. Được cấp trích lục bản án quyết định của tòa án. 19. Kháng cáo khiếu nại bản án quyết định của tòa án. 20. Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 21. Chấp hành nghiêm chỉnh bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 22. Sử dụng quyền và đương sự một cách thiện chí, không làm dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng của tòa án đương sự khác. 23. Quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Ngoài các quyền nghĩa vụ nêu trên, nguyên đơn có thêm các quyền và nghĩa vụ sau. 1. Các quyền nghĩa vụ của đương sự quy định tại điều 70 bộ luật này. 2. Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Vừa rồi tôi đã phổ biến quyền và nghĩa vụ của các đương sự tại phiên tòa hôm nay. Các đương sự có nghe rõ quyền và nghĩa vụ của mình chưa? Và có xin giải thích về quyền và nghĩa vụ nào không? Mời nguyên đơn bà Lê Thị Minh Thi. Thưa hội đồng xét xử, tôi đã nghe rõ và không cần giải thích gì thêm. Mời bị đơn bà Nguyễn Thị Mỹ Linh. Thưa hội đồng xét xử, tôi đã nghe rõ và không cần giải thích gì thêm. Mời người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đứng dậy. Ngoài những quyền nghĩa vụ nêu trên, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có thể yêu cầu độc lập hoặc tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc với bên bị đơn. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã rõ quyền nghĩa vụ của mình chưa? Mời bà Nguyễn Thị Thanh Xuân. Mời bà Nguyễn Thị Trâm. Thưa hội đồng xét xử, tôi đã nghe rõ và không cần giải thích gì thêm. Mời ông Nguyễn Hoàng Minh. Thưa hội đồng xét xử, tôi đã nghe rõ và không cần giải thích gì thêm. Theo nghị quyết số 03 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ngày 16 tháng 3 năm 2017 thì đối với quyết định và bản án có hiệu lực pháp luật sẽ được tòa án công bố trên cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân tối cao. Nếu các đương sự đồng ý thì sẽ đăng nguyên bản án. Nếu các đương sự không đồng ý thì bản án quyết định sẽ được mã hóa họ tên, địa chỉ của các đương sự và sẽ đăng lên cổng thông tin điện tử của tòa án. Về nội dung này thì các đương sự có đồng ý không? Mời nguyên đơn bà Lê Thị Minh Thi. Thưa hội đồng xét xử, tôi đồng ý. Mời bị đơn bà Nguyễn Thị Mỹ Linh. Thưa hội đồng xét xử, tôi đồng ý. Mời người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Mời bà Nguyễn Thị Thanh Xuân. Mời bà Nguyễn Thị Trâm. Mời ông Nguyễn Hoàng Minh. Trong phiên tòa ngày hôm nay, nguyên đơn có nhờ luật sư Đồng Hữu Thành Đạt và luật sư Huỳnh Mạnh Dũng thuộc văn phòng luật sư Thành Đạt thuộc đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình. Nguyên đơn có yêu cầu thay đổi bổ sung ai bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Trong phiên tòa ngày hôm nay, bị đơn có nhờ luật sư Nguyễn Văn Lê Doanh, luật sư Phạm Thị Thắm, văn phòng luật sư Thanh Bảo thuộc đoàn luật sư thành phố Cần Thơ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình. Bị đơn có yêu cầu thay đổi bổ sung ai bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Để những người tham gia tố tụng có điều kiện thực hiện quyền yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng nếu có căn cứ cho rằng những người này không được công minh khách quan khi xét xử, sau đây tôi xin giới thiệu phần những người tiến hành tố tụng. Về thành phần của hội đồng xét xử cũng có tôi, Nguyễn Trọng Huy là thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Một bên tay phải tôi đây là ông Hoàng Minh Cảnh, hội thẩm nhân dân 1. Một bên tay trái tôi là bà Bùi Thị Yến Nhi, hội thẩm nhân dân 2. Một phía trước tôi là bà Nguyễn Thị Thanh Trà, cán bộ
Tòa án Nhân dân Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, thư ký phiên tòa. Ngồi phía trước bàn rời bên phải tôi là ông Nguyễn Quốc Hiệp Khanh, kiểm sát viên kiểm sát Nhân dân Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề nghị những người tham gia tố tụng cho biết có đề nghị thay đổi ai trong thành phần những người tiến hành tố tụng hôm nay hay không? Mời nguyên đơn. Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Mời vào ngồi. Mời bị đơn. Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Mời các vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến. Mời vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn. Tôi không có ý kiến gì thêm. Mời người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Mời bà Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có. Mời bà Nguyễn Thị Trâm. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có. Mời ông Nguyễn Hoàng Minh. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có. Đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Tại phiên tòa ngày hôm nay, nguyên đơn, bị đơn có ai cung cấp thêm tài liệu chứng cứ hay có yêu cầu mời thêm người làm chứng hay không? Mời nguyên đơn. Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Mời nguyên đơn ngồi. Mời bị đơn. Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Mời bị đơn ngồi. Mời người có quyền và nghĩa vụ liên quan, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có. Mời bà ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Trâm. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có. Mời bà ngồi xuống. Mời ông Nguyễn Hoàng Minh. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có. Đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Mời ông ngồi xuống. Yêu cầu nguyên đơn đứng dậy. Tại phiên tòa hôm nay, bà có yêu cầu thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Mời nguyên đơn ngồi. Yêu cầu bị đơn đứng dậy. Tại tòa hôm nay, bị đơn có thay đổi, bổ sung hay rút một phần ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Yêu cầu nguyên đơn và bị đơn cho hội đồng xét xử biết tại phiên tòa ngày hôm nay các đương sự có thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án hay không? Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi không có thỏa thuận. Như vậy, tại phiên tòa ngày hôm nay các đương sự không thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án nên hội đồng xét xử tiếp tục xét xử theo thủ tục tố tụng chung. Các vị hội thẩm nhân dân có ý kiến gì thêm về phần thủ tục phiên tòa hay không? Các vị luật sư có ý kiến gì về phần thủ tục phiên tòa hay không? Luật sư nguyên đơn. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến. Luật sư bị đơn. Tôi không có ý kiến gì thêm. Mời đại diện viện kiểm sát ý kiến về phần thủ tục phiên tòa. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến. Nếu không ai có ý kiến gì về phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, thay mặt hội đồng xét xử, tôi xin tuyên bố kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, chuyển sang phần tranh tụng tại phiên tòa. Mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày yêu cầu khởi kiện và các chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ và hợp pháp. Kính thưa hội đồng xét xử, thưa đại diện viện kiểm sát nhân dân, thưa luật sư đồng nghiệp cùng toàn thể mọi người có mặt trong phiên tòa ngày hôm nay, chúng tôi gồm luật sư Đông Hữu Thành Đạt, trưởng văn phòng luật sư Thành Đạt và luật sư Huỳnh Mạnh Dùng thuộc đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo yêu cầu của thân chủ chúng tôi là bà Lê Thị Minh Thi và được sự đồng ý của quý tòa, hôm nay tại phiên tòa sơ thẩm này, chúng tôi thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Lê Thị Minh Thi, chủ doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa trong vụ án dân sự sơ thẩm tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi nghiên cứu toàn diện hồ sơ vụ án và trải qua quá trình tranh tụng công khai ngày hôm nay,
Tôi xin được phát biểu quan điểm chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ, cụ thể như sau. Thứ nhất, hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01, hợp đồng kinh tế giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp Thuận Hóa đảm bảo các quy định của pháp luật về nguyên tắc chuyển nhượng dự án theo quy định tại điều 48 luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định như sau. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều 1 của công văn số 1447 Ủy ban nhân dân công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 14 tháng 8 2017 nêu rõ ưu tiên lựa chọn đối với doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận về các nguyên tắc đầu tư nêu tại công văn số 2287 Ủy ban nhân dân kinh tế ngày 30 tháng 12 năm 2015. Điều 1 công văn số 2287 Ủy ban nhân dân kinh tế ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất về nguyên tắc của doanh nghiệp Thuận Hóa đầu tư thực hiện khu dân cư thương mại Vinh Hôn, thành phố Huế. Dựa vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có thể thấy rằng quá trình thực hiện dự án khu dân cư thương mại Vinh Hôn, công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng đã không thực hiện đúng tiến độ đề ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế xã hội địa phương. Phía công ty Sen Vàng đã nhiều lần có công văn gửi đến các cơ quan ban ngành về tình hình thực hiện dự án và có đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ định nhà đầu tư mới là doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Phía Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thống nhất về chủ trương cho chuyển nhượng dự án và ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa làm chủ đầu tư mới theo công văn số 1417 Ủy ban nhân dân công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Như vậy, việc chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư thương mại Vinh Hôn giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chấp nhận theo công văn số 2287 về việc cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa thực hiện dự án khu dân cư thương mại Vinh Hôn thay cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng, đã thống nhất nguyên tắc cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đầu tư thực hiện dự án khu dân cư thương mại Vinh Hôn, thành phố Huế. Do đó có thể khẳng định rằng quá trình thực hiện dự án Vinh Hôn thì vẫn đảm bảo nguyên tắc theo điều 48 luật kinh doanh bất động sản năm 2014 là được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Thứ hai, hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 hợp đồng kinh tế giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định tại điều 49 luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về điều kiện chuyển nhượng dự án như sau. Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt. Dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng các công trình kỹ thuật tương ứng theo tiến độ trong dự án đã được phê duyệt. Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt. Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc một phần dự án. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo. Theo đó, dự án khu dân cư thương mại Vinh Hôn được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt đã có quy hoạch chi tiết 1/5 nào. Đồng thời sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên đã đi đến thực hiện hợp đồng như công ty Sen Vàng đã tiến hành bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Phía doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa cũng đã đầu tư xây dựng vào công trình như bến cảng sáng lớp mặt bằng, khảo sát do team xử lý bom mìn, chi tiết bồi thường các hộ dân bị ảnh hưởng thông qua trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, phía công ty trách nhiệm hữu hạn là bến chuyển nhượng dự án đã được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư mã số 64121000435 chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 9/4/2013. Đồng thời, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai dự án đầu tư kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ nội dung dự án. Từ những cơ sở nêu trên, có thể khẳng định rằng việc chuyển nhượng dự án khu dân cư thương mại Vinh Hôn giữa doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng đã đảm bảo đúng nguyên tắc chuyển nhượng theo điều 48 luật kinh doanh bất động sản
năm 2014, đồng thời đã đáp ứng điều kiện chuyển nhượng khu dân cư thương mại Vinhome theo điều 49 luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Điều kiện đối với chủ thể chuyển nhượng và chủ thể nhận chuyển nhượng điều 10 luật kinh doanh bất động sản được cơ quan có thẩm quyền chuyển nhượng dự án điều 50 luật kinh doanh bất động sản. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng dự án phù hợp theo quy định tại điều 53 luật kinh doanh bất động sản. Hợp đồng đã được công chứng theo quy định của pháp luật. Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thượng Hóa đã phù hợp với quy định của pháp luật. Việc công ty cho rằng việc ký kết hợp đồng này là vi phạm pháp luật do ký kết trước thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là không có cơ sở. Thứ ba, doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo như hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 hợp đồng kinh tế. Công ty Sen Vàng cho rằng doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán tiền cho công ty Sen Vàng, nên công ty Sen Vàng tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán toàn bộ dự án cho công ty Trường Hải. Do công ty Sen Vàng đã gửi nhiều thông báo cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa nhưng doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa không trả lời. Tuy nhiên, công ty Sen Vàng không đưa ra được văn bản hay quyết định thông báo nào đã gửi cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa thể hiện nếu không thanh toán tiền đúng thời hạn thì công ty Sen Vàng được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đồng thời, tại biểu ký ngày 30 tháng 12 năm 2016 và biểu ký ngày 5 tháng 1 năm 2017 của doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, thì doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã chi tổng số tiền 625 triệu đồng cho công ty Sen Vàng với lý do thanh toán hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 hợp đồng kinh tế. Phía công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng cũng đã có chữ ký xác nhận vào phía phiếu chi với nội dung như trên. Do đó có thể khẳng định số tiền 625 triệu đồng phía doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa cho công ty Sen Vàng là phí thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng đầu tư số 01 hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và công ty Sen Vàng. Mặt khác, khi công ty Sen Vàng thực hiện dự án khu dân cư thương mại Vinhome, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động vốn góp từ các cá nhân bao gồm ông Xuân Quê, đại diện công ty Đại Pháp, ông Phạm Văn Trí, ông Phạm Văn Trung, bà Nguyễn Thị Trọng, Hoàng Văn Lâm. Cho nên, khi công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân giao kết hợp đồng thì nghĩa vụ thanh toán phần vốn góp của bên thứ ba sẽ được chuyển giao cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa theo quy định tại điều 370 Bộ luật dân sự năm 2015 và tại biên bản thỏa thuận ngày 17 tháng 10 năm 2016 và hợp đồng số 01 hợp đồng kinh tế đã ghi nhận vấn đề này, doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa sẽ chịu trách nhiệm thanh toán này. Căn cứ hợp đồng số 01 hợp đồng kinh tế, các bên thống nhất phương thức thanh toán bằng cách doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa sẽ thay mặt công ty Sen Vàng trả nợ cho bên thứ ba bao gồm ông Xuân Khuê đại diện công ty Đại Pháp số tiền 3 tỷ 039 triệu 500 nghìn đồng, ông Phạm Văn Trị số tiền 1 tỷ 150 triệu đồng, ông Lâm và ông Trung số tiền 4 tỷ 933 triệu 460 nghìn đồng. Mặc dù trong hợp đồng số 01 hợp đồng kinh tế không có chữ ký của bên thứ ba nhưng trong giấy nhận tiền ngày 6 tháng 1 năm 2017 đã có chữ ký xác nhận của bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, người đại diện theo pháp luật của công ty Sen Vàng, ông Lâm và ông Trung, ông Trí và bà Hoài Thương, ông Khuê, người đại diện theo pháp luật của công ty Đại Pháp về việc xác nhận công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng đã bàn giao công nợ của các cá nhân huy động vốn cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Pháp và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thanh toán xong số tiền công nợ 9 tỷ 900 triệu đồng cho cả cá nhân huy động vốn để thanh toán cho hợp đồng số 01 hợp đồng kinh tế. Tại giấy nhận tiền số ngày 6 tháng 1 năm 2017, doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và công ty Sen Vàng đã ký kết và xác nhận doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thanh toán xong số tiền công nợ 9 tỷ 090 triệu đồng cho cả cá nhân huy động vốn để thanh toán hợp đồng số 01 hợp đồng kinh tế. Giấy nhận tiền này có ký xác nhận của ông Trung, ông Lâm, bà Thương, ông Trí, đại diện của công ty Đại Pháp. Do đó, bên thứ ba đã biết và đồng thuận về việc chuyển giao nghĩa vụ thanh toán phần vốn góp của bên thứ ba từ công ty Sen Vàng sang cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã hoàn thành việc thanh toán công nợ trong giấy nhận tiền số ngày 6 tháng 1 năm 2017. Việc công ty Sen Vàng cho rằng biến nhận không có số tiền và nội dung không đúng với nội dung các bên đã thỏa thuận và yêu cầu thì giấy biến nhận này là hoàn toàn vô lý. Thứ tư, việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án, lập hợp đồng chuyển nhượng giữa quyền sử dụng đất giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân và công ty Trường Hải đã trái với quy định của pháp luật.
Như đã trình bày ở trên, hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 hợp đồng kinh tế giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa vẫn đang có hiệu lực của pháp luật. Các bên vẫn đang thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, công ty Sen Vàng đã đơn phương mà không có bất kỳ các văn bản nào thông báo cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và tự ý thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư thương mại chợ Vĩnh Hôn và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty Trường Hải mà không có sự đồng ý bằng văn bản của doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Điều này không những vi phạm hợp đồng đã ký kết giữa các bên mà còn vi phạm quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng hiểu rõ hợp đồng giữa công ty và doanh nghiệp chưa chấm dứt. Hợp đồng dự án khu dân cư thương mại Vĩnh Hôn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và quyền sử dụng đất của 15 lô đất mà công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng số 01 hợp đồng kinh tế và không thể thực hiện chuyển nhượng dự án và 15 lô đất này cho một bên thứ ba khác là công ty Đại Pháp mà không có sự đồng ý của doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Đồng thời, khoảng 3 điều 188 luật đất đai năm 2013 có quy định việc chuyển nhượng cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Dù công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng và công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Pháp đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng dự án đã được công chứng tại văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trấn. Tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được đăng ký nên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa có hiệu lực. Từ những phân tích trên, hoàn toàn có cơ sở cho rằng công ty trách nhiệm hợp đồng giữa chuyển nhượng dự án và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng và công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Pháp là vô hiệu do điều cấm của luật theo điều 123 bộ luật tố tụng bộ luật dân sự 2015. Đề nghị và xem xét từ những cơ sở nêu trên, kính đề nghị quý tòa xem xét và giải quyết những vấn đề sau. Thứ nhất, buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng tiếp tục thực hiện hợp đồng số 01 hợp đồng kinh tế ngày 30/11/2016 về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư thương mại Vĩnh Hôn và chuyển giao 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 8.232,4 m² và phải hoàn thành cả thủ tục cho đến khi nguyên đơn được cấp giấy chứng nhận đầu tư và toàn bộ dự án, thì phía nguyên đơn sẽ có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho bị đơn. Nếu bị đơn không giao các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục chuyển quyền, thì đề nghị cơ quan cấp giấy thu hồi các giấy đó và làm thủ tục cần thiết để nguyên đơn hợp thức hóa và nguyên đơn tiếp tục thi công dự án. Thứ hai, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 15/8/2017 đối với 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 8.232,4 m² và hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án lập ngày 15/8/2017 của bị đơn là vô hiệu. Kính mong hội đồng xét xử lưu tâm xem xét. Tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của hội đồng xét xử và mọi người dự khán tại phiên tòa ngày hôm nay. Nguyên đơn có bổ sung gì không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của bị đơn trình bày ý kiến. Quả bị đơn đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đề nghị đó là có căn cứ hợp pháp. Thưa hội đồng xét xử, thưa đại diện viện kiểm sát nhân dân, thưa vị luật sư đồng nghiệp cùng toàn thể mọi người có mặt trong phiên tòa ngày hôm nay, chúng tôi luật sư gồm Nguyễn Văn Lê Doanh và Phạm Thị Thắng đang công tác tại công ty luật Thanh Bảo thuộc đoàn luật sư thành phố Cần Thơ. Theo yêu cầu của thân chủ tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng và được sự đồng ý của quý tòa hôm nay. Tại phiên tòa sơ thẩm này, tôi thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng trong vụ án dân sự sơ thẩm tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Qua việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, tài liệu có liên quan và qua việc xét hỏi tại phiên tòa ngày hôm nay, tôi có quan điểm và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng như sau. Đầu tiên, về cơ sở pháp lý chứng minh yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có căn cứ và chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn. Về hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 HDKT giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa không đảm bảo quy định pháp luật về nội dung và hình thức. Căn cứ tại điều 48 luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định như sau: việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản.
chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở qua tài sản gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai. Công ty trách nhiệm hữu hạn Senva và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư vào ngày 30 tháng 11 năm 2016. Tại thời điểm này không có bất kỳ sự cho phép nào của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép các ký kết chuyển nhượng dự án. Do vậy, hợp đồng số 01 hạng DKT giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa không đảm bảo quy định pháp luật về mặt nội dung. Và quy định tại điều 8 hợp đồng số 08 hạng DKT có nội dung bên A có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để bên B được cơ quan có thẩm quyền cho thuê quyền sử dụng đất đối với dự án, đồng thời nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất có thông tin sau đây. Như vậy, các bên có thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất được thuộc quyền sử dụng của công ty Sen Vàng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, cả lô đất đã được công ty Sen Vàng thế chấp tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế. Khoản 8 điều 320 Bộ luật Dân sự 2015 về nghĩa vụ của bên thế chấp như sau: bên thế chấp không được bán, thay thế, trao đổi hoặc hay tặng cho tài sản thế chấp trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý. Tuy nhiên, tại thời điểm ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, công ty Senva chưa được ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế đồng ý bằng văn bản về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Như vậy, việc văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm chứng công chứng hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 hạng DKT khi chưa có văn bản đồng ý của ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế và bản chính của 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái quy định của pháp luật hiện hành. Như vậy, có thể thấy hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 hạng DKT giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa không những vi phạm quy định pháp luật về nội dung mà còn vi phạm về hình thức căn cứ điều 123 Bộ luật Dân sự 2015. Hợp đồng số hạng DKT bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật. Doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa khởi kiện yêu cầu công nhận hợp đồng số 01 hạng DKT, đồng thời buộc công ty Sen Vàng tiếp tục thực hiện hợp đồng là không có cơ sở. Tiếp theo, về hợp đồng chuyển nhượng dự án và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 15 tháng 8 2017 giữa công ty Sen Vàng và công ty Đại Pháp đảm bảo quy định pháp luật. Công ty Sen Vàng ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 15 tháng 8 2017 với công ty Đại Pháp khi chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và đã được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty Sen Vàng mới nhận của doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa số tiền 625 triệu đồng theo các phiếu chi ngày 30 tháng 12 năm 2016 và ngày 5 tháng 11 năm 2017. Trong khi đó, theo điều 3 hợp đồng số 01 hạng DKT, doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa có nghĩa vụ phải trả cho công ty Sen Vàng số tiền là 9 tỷ 122 triệu 960 nghìn đồng và 4 tỷ 300 triệu đồng. Như vậy, doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán theo quy định của hợp đồng đã ký kết. Thực hiện theo quy định tại điểm B khoảng 3 điều 1423 Bộ luật Dân sự 2015, công ty Sen Vàng đã thông báo về việc chấm dứt hủy bỏ hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa do không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Công ty Sen Vàng đã thực hiện thông báo và nhiều lần đề nghị hoàn trả tiền đã nhận để giải quyết hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng dưới hình thức như trao đổi qua điện thoại, gửi email nhưng không nhận được phản hồi của doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Căn cứ tại khoản 1 điều 427 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Cả bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Như vậy, công ty Sen Vàng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc hủy bỏ hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và hoàn toàn có quyền thực hiện hợp đồng với đơn vị mới. Tại thời điểm ký kết hợp đồng với công ty Đại Pháp vào ngày 15 tháng 8 2017, công ty Sen Vàng đã có công văn số 1447 Ủy ban nhân dân CV ngày 14 tháng 8 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép công ty Sen Vàng tìm kiếm các đơn vị đối tác uy tín nhận chuyển nhượng lại toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để nhanh chóng bàn giao dự án cho chủ đầu tư mới. Ngoài ra, các hợp đồng giữa công ty Sen Vàng và công ty Đại Pháp đã được công chứng tại văn phòng công chứng Nguyễn Hòa Minh đúng thủ tục tin từ. Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng dự án và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty Sen Vàng và công ty Đại Pháp ký kết ngày 14 tháng 8 2017 đảm bảo quy định về hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật. Do đó, yêu cầu của doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa về đề nghị vô hiệu hóa các hợp đồng này là không có cơ sở được chấp nhận. Về giấy chứng nhận
về giấy nhận tiền ngày 6/1/2017 là không có hiệu lực. Công ty Sen Vàng thừa nhận có ký kết vài biên giấy nhận tiền vào ngày 6/1/2017 nhưng không có nhận tiền vì nội dung không phù hợp. Đối với biên bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và công ty Sen Vàng thỏa thuận số tiền 4.300.000.000 nhưng thực chất biên nhận tiền không có số tiền và nội dung không đúng với nội dung các bên đã thỏa thuận. Vì vậy, mặc dù bị đơn đã ký vào giấy biên nhận nhưng chưa nhận được số tiền đó, đến giấy biên nhận tiền ngày 6/1/2017 không có hiệu lực. Vì vậy, kính đề nghị quý tòa xem xét và giải quyết. Từ những lập luận nêu trên hoàn toàn có cơ sở không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đồng thời, tôi đề nghị quý tòa chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn, cụ thể cả yêu cầu sau. 1. Yêu cầu hủy được hợp đồng số 01/DKT ký ngày 30/11/2016. 2. Yêu cầu hủy giấy nhận tiền ngày 6/1/2017 vì thực chất biên nhận không có số tiền và nội dung không đúng với nội dung các bên thỏa thuận. Công ty Sen Vàng đồng ý trả lại 625.000.000 không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu. 3. Công nhận hợp đồng chuyển nhượng dự án đúng với công ty Đại Pháp có tổng giá trị 15 tỷ đồng, bao gồm giá trị hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của diện tích 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đây là quan điểm của luật sư để bảo vệ quyền lợi thực pháp trong vụ án trên cơ sở thực tế và quy định pháp luật hiện hành. Kính mong hội đồng xét xử lưu tâm xem xét. Tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của hội đồng xét xử và mọi người dự phiên tòa ngày hôm nay. Bị đơn có bổ sung gì không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày ý kiến của mình về vụ việc. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có bổ sung gì thêm. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có bổ sung gì thêm. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có bổ sung gì thêm. Sau khi nghe hai bên đương sự trình bày, hội đồng xét xử nhận thấy các bên đương sự không thống nhất với nhau về quan điểm giải quyết vụ án. Do đó, tiếp tục thực hiện điều khỏi tại phiên tòa để làm rõ các tình tiết vụ việc. Mời nguyên đơn đứng dậy. Thẩm phán xin được phép hỏi nguyên đơn về hợp đồng chuyển nhượng dự án có những thông báo hoặc văn bản gì xác nhận rằng công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng đã không thực hiện đúng tiến độ đề ra trong quá trình thực hiện dự án hay không? Thưa hội đồng xét xử, câu hỏi này tôi xin dành cho luật sư của tôi. Vậy thì mời luật sư của nguyên đơn. Thưa hội đồng xét xử, tôi xin thay mặt thân chủ của tôi để trả lời cho các câu hỏi của hội đồng xét xử. Có hai văn bản thể hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng đã không thực hiện đúng tiến độ đã đề ra trong quá trình thực hiện dự án, đó là thứ nhất, công văn số 1553 Ủy ban nhân dân công văn ban hành ngày 22/9/2016. Công văn có nội dung là thu hồi dự án thành lập dự án khu dân cư thương mại Vinhomes do công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng đang làm chủ đầu tư. Trong đó, lý do mà Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra để thu hồi đó là rất nghiêm văn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng chậm thực hiện dự án so với tiến độ đề ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng thi công công trình cũng như ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội địa phương. Thứ hai, đó là công văn số 2287 Ủy ban nhân dân công văn về việc cho phép doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa thực hiện dự án khu dân cư thương mại Vinhome thay cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng ban hành ngày 30/12/2016, cũng đưa ra lý do là công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng đã chậm tiến độ dẫn đến Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phải giao dự án cho chủ đầu tư mới là thân chủ của chúng tôi. Mời hội thẩm tham gia phiên hỏi. Hội thẩm xin được phép hỏi người đơn về nghiệp vụ thanh toán. Có bằng chứng nào chứng minh rằng doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thanh toán đầy đủ số tiền theo hợp đồng chuyển nhượng dự án không? Thưa hội đồng xét xử, tôi xin thay mặt thân chủ của tôi để trả lời cho các câu hỏi của hội đồng xét xử. Hợp đồng chuyển nhượng dự án không một hợp đồng kinh tế có thỏa thuận về hai nghĩa vụ thanh toán của thân chủ chúng tôi. Thứ nhất, đó là khoản thanh toán về hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 hợp đồng kinh tế. Thứ hai, đó là khoản thanh toán đối với thứ ba là những người mà công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng đã huy động vốn. Nay theo thỏa thuận của hợp đồng 01 hợp đồng kinh tế thì số công nợ này được chuyển cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa trả nợ thay. Dựa trên các chứng cứ mà phía nguyên đơn chúng tôi cung cấp thì có thể khẳng định thân chủ của chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ hai nghĩa vụ thanh toán trên. Cụ thể, thứ nhất,
đối với nghĩa vụ thanh toán giá trị hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 hợp đồng kinh tế, thì tại phiếu chi ngày 30 tháng 12 năm 2016 và phiếu chi ngày 5 tháng 1 năm 2017 của doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, thì tăng chủ của chúng tôi đã chi tổng số tiền là 625 triệu đồng bằng chỉ cho công ty Sang Vàng với lý do là thanh toán hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 hợp đồng kinh tế. Về phía công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Vàng cũng đã có chữ ký xác nhận và phiếu chi với nội dung như trên, do đó có thể khẳng định số tiền trên mà phía doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa thanh toán cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Vàng là phí thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư số 01 hợp đồng kinh tế. Thứ hai, đối với nghĩa vụ thanh toán cho những người thứ ba thì tại giá nhận tiền ngày 6 tháng 1 năm 2017, doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Vàng đã ký xác nhận doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thanh toán xong số tiền công nợ 9 tỷ 090 triệu đồng cho các cá nhân huy động vốn để thanh toán cho hợp đồng 01 hợp đồng kinh tế. Giấy nhận tiền này có chữ ký xác nhận của ông Phạm Minh Trí, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Thị Hội Thương, Nguyễn Xuân Khê. Do đó, ban thứ ba đã biết và đồng thuận về việc chuyển giao nghĩa vụ thanh toán phần vốn gốc của ban thứ ba từ công ty Sang Vàng sang cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, và thân chủ của chúng tôi đã hoàn thành việc thanh toán công nợ trong giấy nhận tiền ngày 6 tháng 1 2017. Việc công ty Sang Vàng cho rằng biên nhận không có số tiền và nội dung không đúng với các nội dung các bên đã thỏa thuận và yêu cầu hủy giá biên nhận này là hoàn toàn vô lý. Viện kiểm sát có hỏi gì không? Vâng, tôi có bài câu hỏi dành cho văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm. Mời phía văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm đứng dậy. Tôi xin hỏi văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm về công chứng hợp đồng, bà phát hiện các bước kiểm tra đặc biệt nào để đảm bảo tính chính xác của các thông tin được cung cấp trong hợp đồng hay không? Thưa viện kiểm sát, để đảm bảo tính chính xác của các thông tin được cung cấp trong hợp đồng số 01 hợp đồng kinh tế ngày 30 tháng 11 năm 2016 về chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư thương mại Vinhome giữa công ty Sang Vàng và doanh nghiệp Thuận Hóa, văn phòng công chứng chúng tôi đã thực hiện các bước kiểm tra theo thủ tục công chứng của văn phòng chúng tôi như sau. Thứ nhất là xem xét hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng nói trên cơ sở quy định của pháp luật điều chỉnh. Thứ hai, xác minh thông tin thực tế về dự án, chủ đầu tư, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về dự án, đồng thời đề nghị bên yêu cầu bổ sung các giấy tờ cần thiết để làm rõ. Qua đó, văn phòng công chứng chúng tôi đã xác minh được, thứ nhất là công ty Sen Vàng hiện đang là chủ đầu tư dự án khu dân cư thương mại Vinhome theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 64121000435 ngày 9 tháng 4 năm 2013. Thứ hai, doanh nghiệp Thuận Hóa là doanh nghiệp có nhu cầu nhận chuyển nhượng lại dự án đầu tư nêu trên theo đơn yêu cầu đề ngày 6 tháng 9 năm 2016 của công ty Sen Vàng gửi Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Huế có chủ trương cho doanh nghiệp Thuận Hóa làm chủ đầu tư dự án khu dân cư thương mại Vinhome thay cho công ty Sen Vàng. Tôi xin hỏi tiếp văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm. Tại thời điểm công chứng hợp đồng, công ty Sen Vàng và doanh nghiệp Thuận Hóa đã thỏa thuận về việc chuyển nhượng một cách rõ ràng hay chưa? Thưa viện kiểm sát, tại thời điểm công chứng hợp đồng, công ty Sen Vàng và doanh nghiệp Thuận Hóa đã thống nhất về các điều khoản, nội dung cụ thể của hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án, gồm có các điều khoản chung và các điều khoản chủ yếu của hợp đồng như là thông tin về dự án, giá chuyển nhượng, phương thức, thời hạn thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên giải quyết tranh chấp và còn các điều khoản khác liên quan. Văn phòng công chứng chúng tôi xác nhận các điều khoản này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và các bên cùng cam kết thực hiện. Tôi xin hỏi tiếp văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm, có bất kỳ yếu tố nào trong quy định pháp luật mà văn phòng công chứng của bà đã không được tuân theo không? Thưa viện kiểm sát, trong quá trình công chứng hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư thương mại Vinhome giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp Thuận Hóa thì văn phòng công chứng chúng tôi đã luôn tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, khi xem xét công chứng hợp đồng nói trên thì chúng tôi luôn dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành để bảo đảm tính hợp pháp của hợp đồng này. Mặt khác thì hợp đồng này không có bất kỳ yếu tố nào trong quy định của pháp luật mà văn phòng công chứng của chúng tôi không tuân theo. Được rồi, tôi xin hỏi về phía văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Minh. Mời phía văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm ngồi xuống.
mời phía văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Minh đứng dậy. Tôi xin hỏi văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Minh là thế nào văn phòng công chứng của ông đã kiểm tra tính pháp lý của dự án khu dân cư thương mại hay không? Thưa viện kiểm sát, bên chúng tôi đã kiểm tra bằng cách xác minh thông tin về dự án, chủ đầu tư, quyết định của cơ quan có thẩm quyền, xác định văn bản 2087 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để ban hành thống nhất thực hiện dự án khu thương mại Vinhome ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016 là có thật. Chúng tôi đã không nhận bất cứ thông tin nào của cơ quan nhà nước. Có các thông báo hoặc yếu tố nào cho thấy có thể có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc dự án hay không? Thưa viện kiểm sát, chúng tôi không nhận thấy thông báo hay yếu tố nào cho thấy có tranh chấp về quyền sử dụng đất hay dự án này. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến gì hết. Mời phía nguyên đơn có câu hỏi gì không? Nếu có xin mời đứng dậy. Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Phía bị đơn có câu hỏi gì không? Nếu có xin mời đứng dậy. Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Phía người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có câu hỏi gì không? Nếu có xin mời đứng dậy. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có. Đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Nếu không ai hỏi gì thêm, tôi xin tuyên bố kết thúc phần thủ tục hỏi, chuyển qua phần thủ tục tranh luận. Đề nghị phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện phát biểu quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện. Thưa hội đồng xét xử, tôi vẫn giữ vững quan điểm về các yêu cầu nguyên đơn. Mời nguyên đơn đứng dậy. Vừa rồi nguyên đơn đã nghe các vị luật sư mình nêu ra quan điểm với vụ việc và có bổ sung nội dung nào không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Mời vị đơn đứng dậy. Vừa rồi ông đã nghe luật sư của mình nêu ra quan điểm đối với vụ bị đơn bổ sung nội dung nào không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không. Mời người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày ý kiến của mình. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có bổ sung gì thêm. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có bổ sung gì thêm. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có bổ sung gì thêm. Có ai có ý kiến tranh luận nào khác không? Mời luật sư nguyên đơn. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến. Mời luật sư bị đơn. Tôi không có ý kiến gì thêm. Nếu không ai có ý kiến tranh luận đối đáp, mời đại diện viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của những người tiến hành tố tụng và ý kiến về việc giải quyết vụ án. Thưa hội đồng xét xử, sau đây tôi xin đại diện viện kiểm sát phát biểu bản phát biểu của viện kiểm sát tại phiên tòa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 11 năm 2023, số 20 VT VKS KDTM, căn cứ điều 27 luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014, căn cứ điều 58 điều 294 điều 302 điều 306 của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Hôm nay tòa án nhân dân thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Lê Thị Minh Thi, chủ doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, địa chỉ số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, người đại diện theo pháp luật, luật sư Đặng Hữu Thành Đạt, luật sư Huỳnh Mạnh Dũng, bị đơn bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng, người đại diện theo pháp luật, luật sư Nguyễn Văn Lê Danh, luật sư Phạm Thị Thắm, địa chỉ số 242 đường Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, một công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Trường Hải, là người đại diện theo pháp luật bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, địa chỉ lô F10, khu đô thị An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai,
văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm, người đại diện theo pháp luật bà Nguyễn Thị Trâm, địa chỉ phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 3. Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Minh, người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Hồng Minh, địa chỉ số 27A, đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người làm chứng ông Phan Văn Trung, địa chỉ 1142, đường Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Hồng Lâm, địa chỉ số 10, đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà Nguyễn Thị Hoài Thương và ông Phạm Văn Trí, địa chỉ số 161, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty xuất nhập khẩu một thành viên Đại Pháp, gọi tắt là công ty Đại Pháp. Người đại diện hợp pháp ông Nguyễn Xuân Khê, địa chỉ số 146, đường Hoàng Diệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án Nhân dân, trong quá trình giải quyết vụ án và tham gia phiên tòa sơ thẩm hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân phát biểu ý kiến của Viện Kiểm sát về những nội dung sau. Việc tuân theo pháp luật tố tụng. 1. Việc tuân theo pháp luật của thẩm phán, thẩm tra viên, hội đồng xét xử vụ án, thư ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý đến trước khi thời điểm hội đồng xét xử nghị án. Việc tuân theo pháp luật trong thời gian chuẩn bị xét xử. Về thẩm quyền thụ lý, thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ án đã thực hiện đúng đầy đủ quy định tại điều 48 bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 như thụ lý vụ án, tiến hành thu thập chứng cứ, xác minh chứng cứ, tổ chức phiên tòa, phiên họp kiểm tra, việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và tiến hành hòa giải, triệu tập nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bà Lê Thị Minh Thi, chủ doanh nghiệp tư nhân Thịnh Hóa và công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng, tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó, căn cứ khoảng 3, điều 26, khoảng 1, điều 35, điểm C, khoảng 1, điều 39, bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết là đúng thẩm quyền. Về xác định tư cách tham gia tố tụng, thẩm phán đã xác định đúng tư cách những người tham gia tố tụng như nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng theo quy định tại điều 68 bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Về xác minh thu thập chứng cứ, giao nhận chứng cứ được thực hiện đúng quy định tại điều 96, 97 bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Về trình tự thụ lý, thẩm phán đã thực hiện đúng quy định tại điều 195 bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thông báo về việc thụ lý vụ án cho các đương sự, thông báo nộp tiền tạm ứng và án phí và viện kiểm sát theo đúng quy định tại điều 196 bộ luật tố tụng năm 2015 bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 gửi các văn bản tố tụng theo đúng quy định tại điều 175, điều 177, điều 178 bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Về thời hạn chuẩn bị xét xử, tòa án thụ lý và vụ án vào ngày 10 tháng 11 năm 2023 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023 là đúng thời hạn. Việc tuân theo pháp luật của hội đồng xét xử, thư ký tại phiên tòa, hội đồng xét xử, thư ký tòa án đã tuân theo đúng các quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về việc xét xử vụ án sơ thẩm. Việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm hội đồng xét xử nghị án. Đối với nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng chứng thực thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình quy định tại điều 70, 71, 72, 73, 78 và điều 234 bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 2. Ý kiến về việc giải quyết vụ án qua lời trình bày của đương sự và kiểm sát tham gia phiên tòa hôm nay, đại diện viện kiểm sát thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thấy xét hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thịnh Hóa, việc công ty Sen Vàng ký hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 HDKT cho công ty Thịnh Hóa, hợp đồng được chứng thực theo quy định ngày 30 tháng 10 năm 2016 trước ngày Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn thống nhất về chủ trương cho
chuyển nhượng dự án và ưu tiên lựa chọn công ty Trường Hải làm chủ đầu tư mới là không phù hợp theo quy định tại điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Tuy nhiên, xét về cả quá trình thực hiện thì vẫn đảm bảo đúng nguyên tắc theo điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư đồng ý bằng văn bản. Mặt khác, việc chuyển nhượng dự án và chỉ định chủ đầu tư mới phù hợp với ý chí của công ty Sen Vàng và sớm khi kết hợp đồng chuyển nhượng, hai bên đã đi đến thực hiện hợp đồng như doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã đầu tư bơm cát san lấp mặt bằng, khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn. Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng của dự án bất động sản. Căn cứ theo điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản, điều kiện đối với chủ thể chuyển nhượng và chủ thể nhận chuyển nhượng căn cứ tại điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép chuyển nhượng dự án căn cứ tại điều 50 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng dự án phù hợp theo quy định tại điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Hợp đồng được công chứng và có hiệu lực kể từ ngày công chứng, các bên có trách nhiệm thực hiện. Do đó, công ty Sen Vàng yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01HDKT đối với doanh nghiệp Thuận Hóa là không được chấp nhận. Xét hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa công ty Sen Vàng và công ty Trường Hải. Thứ nhất, các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã được công chứng tại văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm. Tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được đăng ký theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào khoản 3, điều 188 của Luật Đất đai 2013 thì việc chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Như vậy, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp này chưa phát sinh hiệu lực. Công ty Sen Vàng cho rằng doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán và nghĩa vụ thanh toán tiền cho công ty Sen Vàng nên công ty Sen Vàng tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán toàn bộ dự án cho công ty Trường Hải. Do công ty Sen Vàng đã gửi nhiều thông báo cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa nhưng doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa không trả lời. Tuy nhiên, công ty Sen Vàng không đưa ra được văn bản hay quyết định thông báo nào gửi cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa thể hiện nếu không thanh toán tiền đúng thời hạn thì công ty Sen Vàng được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Với phân tích trên, hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đang có hiệu lực mà công ty Sen Vàng lại tiếp tục ký hợp đồng với công ty Trường Hải thì trái với quy định pháp luật. Trường hợp này, công ty Trường Hải buộc phải biết việc công ty Sen Vàng đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Xét về ý chí doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng với công ty Sen Vàng thì công ty Trường Hải đã biết giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa chưa chấm dứt hợp đồng mà lại tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng là đã vi phạm quy định của pháp luật, nên yêu cầu của nguyên đơn và Lê Thị Minh Thi về tuyên bố hợp đồng vô hiệu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa công ty Sen Vàng và công ty Trường Hải được chấp nhận. Xét giấy nhận tiền ngày 6/1/2017. Đối với giấy nhận tiền ngày 6/1/2017, công ty Sen Vàng thừa nhận có ký nhưng không có nhận tiền. Doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa cho rằng giấy nhận tiền đã được công ty Sen Vàng là và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa lập ra để xác nhận cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thực hiện nghĩa vụ, nhưng về nội dung bản chất của giấy nhận tiền thể hiện việc công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng bàn giao công nợ của các cá nhân huy động vốn cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa trả nợ hay doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thanh toán xong số tiền công nợ là 9 tỷ 90 triệu đồng cho các cá nhân huy động vốn và công ty Sen Vàng cũng thừa nhận có ký biên nhận, nên việc ký
giấy nhận tiền của công ty Sen Vàng mang nội dung xác nhận cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ hay như đã thỏa thuận về thỏa thuận nên về bản chất giấy nhận tiền như đã phân tích thì không cần thiết phải tuyên bố vô hiệu mà xem giấy nhận tiền như một chứng cứ xác định ý chí của công ty Sen Vàng trong việc chấp nhận cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa trả nợ thay cho bên thứ ba và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã không thực hiện xong nội dung đã ký kết xác định số tiền doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thanh toán bao gồm phiếu chi ngày 30/12/2016 số tiền 300 triệu đồng, phiếu chi ngày 5/1/2017 số tiền 325.075.000 đồng, ghi nhận doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thực hiện số tiền 9.715.075.000 đồng. Do hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã được tiếp tục thực hiện nên các bên thực hiện các nghĩa vụ còn lại, giá chuyển nhượng hợp đồng hai bên thống nhất là 13.490.000 đồng trừ số tiền 9.715.075.000 đồng, còn lại số tiền 3.774.925.000 đồng. Từ những phân tranh căn cứ 01 điều 30 điều 174 bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, điều 133 117 bộ luật dân sự năm 2015, điều 37 38 39 luật kinh doanh bất động sản năm 2014, điều 95 điều 105 106 167 luật đất đai 2013, viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế cũng thừa Thiên Huế đề nghị hội đồng xét xử xem xét quyết định 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Minh Thi, chủ doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa về tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của công ty trách nhiệm hữu hạn về việc yêu cầu hủy hợp đồng số 01 HDKT giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. 3. Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa về việc yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán khu đô thị An Cựu, phường An Đông, đề nghị tòa án buộc các bên chịu án phí theo quy định của pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án theo đúng quy định pháp luật. Từ những phân tích trên, đề nghị hội đồng xét xử xem xét và quyết định. Trên đây là ý kiến của viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật của thẩm tra viên, hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, người tham gia tố tụng và quan điểm của ngày giải quyết vụ án của viện kiểm sát. Nếu không có ai có ý kiến gì thêm, thay mặt hội đồng xét xử tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận để tiến hành nghị án. Mời mọi người xung quanh phòng xử án đứng dậy. Mời mọi người trong phòng xử án đứng dậy. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thành phần hội đồng xét xử gồm có thẩm phán thủ tọa phiên tòa ông Nguyễn Trọng Huy, các hội thẩm nhân dân ông Hoàng Minh Cảnh, bà Bùi Hiến Nhi, thư ký phiên tòa bà Nguyễn Thị Thanh Trà, thư ký tòa án Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa ông Nguyễn Võ Hiền Khanh, kiểm sát viên. Ngày 10/12/2023 tại trụ sở tòa án Nhân dân thành phố Huế xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 02/2023 thụ lý dân sự kinh doanh thương mại ngày 10/11/2023 về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 111/2023, quyết định xét xử sơ thẩm kinh doanh thương mại ngày 5/11/2023 giữa các đương sự nguyên đơn bà Lê Thị Minh Thi, chủ doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, địa chỉ số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng, người đại diện theo pháp luật bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, địa chỉ số 242 đường Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Trường Hải, người đại diện theo pháp luật bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, địa chỉ
F10 khu đô thị An Cự, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trâm, tỉnh Thừa Thiên Huế, tên mới: Văn phòng công chứng Nguyễn Trâm, địa chỉ: phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Văn phòng công chứng Nguyễn Hòa Minh, địa chỉ: số 27A đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người làm chứng: ông Phan Văn Trung, địa chỉ: số 142 đường Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Hoàng Lâm, địa chỉ: số 10 đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, ông Phạm Văn Chí, địa chỉ: số 161 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty xuất nhập khẩu một thành viên Đại Pháp, gọi tắt công ty Đại Pháp. Người đại diện hợp pháp: ông Nguyễn Xuân Quê, địa chỉ: số 146 đường Hoàng Thiệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung vụ án theo đơn khởi kiện và quá trình tố tụng nguyên đơn và lên thi thi trình bày, Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành quyết định số 9318 QĐ-UBND ngày 2/12/2011 về phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư số 64121000435 ngày 9/4/2013 giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng nhận đầu tư xây dựng công trình nêu trên có quy mô diện tích khoảng 34.829 m², tổng vốn đầu tư 54.151.893.009 đồng, nhưng do bị đơn chậm thực hiện liên ngày 22/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành văn bản số 1553 UBND KT nội dung thu hồi dự án và đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng tự thanh lý tài sản gắn liền với đất theo các văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/11/2016, doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa nhận chuyển nhượng lại dự án nêu trên từ công ty Sen Vàng theo hợp đồng chuyển nhượng dự án với giá 13.422.960.000 đồng, được thanh toán tại hai phương thức. Thứ nhất, giữa doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, công ty Sen Vàng và bên thứ ba bao gồm ông Phan Văn Trung, ông Hoàng Minh Thức, bà Nguyễn Thị Hoài Thương, ông Phạm Văn Chí, công ty Đại Phát thống nhất thỏa thuận là doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa có nghĩa vụ trả lợi thay cho bên thứ ba theo số tiền mà bên thứ ba thỏa thuận với công ty Sen Vàng. Thứ hai, trả 4.300.000.000 đồng là để cho công ty Sen Vàng thu hồi 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cầm cố trước đó về và giải quyết các khoản nợ còn tồn đọng liên quan đến dự án. Sau khi hợp đồng được cam kết, nguyên đơn đã thanh toán cho bị đơn được 9.715.075.000 đồng theo phiếu chi ngày 30/12/2016, phiếu chi ngày 05/1/2017, giấy nhận tiền ngày 6/1/2017. Đến ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản ban hành số 2287 thống nhất cho chủ doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đầu tư thực hiện dự án khu dân cư thương mại Vinhome thay cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng. Đến ngày 17/1/2017, công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng tiến hành bàn giao đất cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa tiến hành bơm cát, san lấp mặt bằng, khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng không giao 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 8.232,4 m², tổng diện tích dự án và không ký hợp đồng chuyển nhượng lại phần đất này cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Ngày 15/8/2017, công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 8.232,4 m² cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng với giá 3.700.000.000 đồng, đồng thời còn lập hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho công ty Trường Hải với giá 15 tỷ đồng. Do quyền lợi hợp pháp bị xâm hại, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết những nội dung sau: buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng tiếp tục thực hiện hợp đồng số 01 hợp đồng kinh tế ngày 30/11/2016 về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư thương mại Vinhome và 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 8.232,4 m² và phải hoàn thành các thủ tục cho đến khi nguyên đơn được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với toàn bộ dự án, thì về phía nguyên đơn sẽ có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho bị đơn. Nếu bị đơn không giao các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục chuyển quyền thì đề nghị cơ quan cấp giấy thu hồi các giấy đó và làm thủ tục cần thiết để nguyên đơn được hợp thức hóa và nguyên đơn được phép tiếp tục thực hiện dự án. Tuyên bố hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
lập ngày 15 tháng 8 2017 đối với 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 8.332,4 m² và hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án lập ngày 18 tháng 5 2017 giữa bị đơn với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Trường Hải vô hiệu. Theo nội dung đơn phản tố và những lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng, đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh trình bày, công ty Sen Vàng cho rằng mới chỉ nhận 625 triệu đồng đồng thời tiền là tiền bơm cát, ngoài ra không nhận tiền thêm bất kỳ một khoản nào khác của doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Công ty Sen Vàng thừa nhận trong hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa sẽ trả lợi thay cho mình. Công ty Sen Vàng thừa nhận có ký và viết vào giấy nhận tiền ngày 6 tháng 1 2017 nhưng không có nhận tiền vì nội dung không phù hợp đối với biên bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và công ty Sen Vàng. Thỏa thuận số tiền là 4 tỷ 300 triệu đồng thì phía bị đơn cũng không nhận tiền. Do doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa vi phạm nghĩa vụ thanh toán, công ty Sen Vàng đã gửi nhiều thông báo cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa nhưng doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa không trả lời. Do vậy, công ty Sen Vàng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Ngoài ra, công ty Sen Vàng cho rằng việc công ty Sen Vàng ký hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa cũng vi phạm quy định pháp luật do ký trước thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Với những lý do trên thì công ty Sen Vàng có yêu cầu phản tố như sau: yêu cầu hủy hợp đồng số 01 hợp đồng kinh tế ký vào ngày 30 tháng 11 2016, yêu cầu hủy giấy chứng nhận tiền ngày 6 tháng 1 2017 vì thực chất biên nhận không có số tiền và nội dung không đúng với nội dung các bên đã thỏa thuận. Công ty Sen Vàng đồng thời trả lại 625 triệu đồng, không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu. Đối với hợp đồng chuyển nhượng dự án với công ty Trường Hải có tổng giá trị 15 tỷ đồng, bao gồm giá trị hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của diện tích 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty Sen Vàng thừa nhận công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Hải là 3 tỷ 700 triệu đồng và yêu cầu được tiếp tục thực hiện hợp đồng này. Theo nội dung đơn yêu cầu độc lập và những lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là công ty Trường Hải, đại diện theo pháp luật bà Nguyễn Thị Thanh Xuân trình bày, sau khi giao kết hợp đồng, công ty Trường Hải chưa đầu tư dự án nhưng đã trả cho công ty Sen Vàng 3 tỷ 700 triệu đồng, đang làm thủ tục chuyển quyền. Công ty Trường Hải yêu cầu độc lập đề nghị tiếp tục thực hiện hai hợp đồng đã ký với công ty Sen Vàng. Trường hợp tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu thì công ty Trường Hải không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu trong vụ án mà đồng thời đồng ý khởi kiện thành một vụ án khác. Quá trình tố tụng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Trâm, tên gọi mới Văn phòng Công chứng Nguyễn Trâm trình bày, văn phòng đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa công ty Sen Vàng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật vì đây là giai đoạn đầu nên hai bên tự cam kết thực hiện sau khi ký hợp đồng. Nhưng công ty Sen Vàng không giao các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa mà lại tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng cho công ty Trường Hải là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Quá trình tố tụng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Văn phòng Công chứng Nguyễn Hoàng Minh trình bày, Văn phòng Công chứng đã làm đầy đủ thủ tục theo quy định của công chứng, Văn phòng Công chứng không nhận bất kỳ cứ thông tin ngăn cản nào của cơ quan nhà nước. Sau khi đối chiếu 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bản chính và công chứng giữa các bên là tự nguyện nên đề nghị giữ nguyên hai hợp đồng chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa công ty Sen Vàng với công ty Trường Hải. Người làm chứng đều xác nhận đã nhận tiền của doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa theo giấy chứng nhận ngày 6 tháng 1 2017. Sau đây là nhận định của tòa án. Sau khi nghiên cứu các tài liệu trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định về thủ tục tố tụng, thủ tục thụ lý vụ án theo đơn khởi kiện, chứng cứ kèm theo và lời trình bày của các bên đương sự tại tòa án thì vào ngày 30 tháng 11 2016, doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa nhận chuyển nhượng lại toàn bộ dự án khu dân cư thương mại Vinhome từ công ty Sen Vàng theo hợp đồng chuyển nhượng với giá 13 tỷ 422 triệu 960 nghìn đồng. Đến ngày 17 tháng 1 2017, công ty Sen Vàng không giao 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có diện tích là 8.232,4m2 trong diện tích dự án và không ký hợp đồng chuyển nhượng lại phần đất này cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Ngày 15 tháng 8 2017, công ty Sen Vàng tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 8.232,4m2 cho công ty Trường Hải với giá 3 tỷ 700 triệu đồng, đồng thời còn lập hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho công ty Trường Hải với giá 15 tỷ đồng. Xét thấy bà Lê Thị Minh Thi, chủ doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa khởi kiện công ty Sen Vàng về tranh chấp hợp đồng về chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lên tòa án nhân dân thành phố Huế đã thụ lý vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại theo quy định tại điều 30 bộ luật tố tụng dân sự. Về nội dung vụ án, về tiến hành tố tụng, năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành quyết định số 9318 QĐ UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình khu dân cư thương mại Viên Hùng, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 9 tháng 4 2013, công ty Sen Vàng được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, công ty chậm tiến độ đã có các văn bản báo cáo đến cơ quan ban hành. Ngày 22 tháng 9 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn số 1553 về việc chủ trương thu hồi dự án khu tái định cư thương mại Nguyên Hồn đối với công ty Sen Vàng tại khoản 4, đề nghị công ty Sen Vàng tự thanh lý tài sản trên đất dự án. Ngày 17 tháng 10 2016, biên bản thỏa thuận và giao công nợ dự án. Các bên thỏa thuận, công ty Sen Vàng sẽ thực hiện các thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa nhận chuyển nhượng và trở thành chủ đầu tư dự án, đồng thời doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa phải thanh toán cho công ty Sen Vàng số tiền 9 tỷ 090 triệu đồng để công ty Sen Vàng trả cho cá nhân ông Phan Văn Trung, ông Hoàng, Nguyễn Hoàng Lâm, bà Nguyễn Thị Hoài Thương, ông Phạm Văn Chí và công ty Đại Pháp. Ngày 30 tháng 12, 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn số 2287 UBNZKT tại điểm 1 thống nhất về nguyên tắc cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đầu tư thực hiện dự án khu dân cư thương mại Viên Hồn, phường An Cựu, thành phố Huế. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng dự án ngày 17 tháng 1, 2017, công ty Sen Vàng tiến hành bàn giao mốc giới địa thực địa cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa tiến hành bơm cát, san lấp mặt bằng và khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn, vật đổ. Nhưng đến ngày 15 tháng 7, 2017, công ty Sen Vàng lại ký hợp đồng chuyển nhượng cho công ty Trường Hải toàn bộ dự án và 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 14 tháng 8, 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn số 1447 UBLGKT về chủ trương cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất khu dự án dân cư thương mại Viên Hồn, phường An Cựu, thành phố Huế tại điều 1. Xem xét ưu tiên lựa chọn đối với doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận về nguyên tắc cho đầu tư dự án nêu trên tại công văn số 2287 UBLGKT ngày 30 tháng 12 2015. Xét hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, hội đồng xét xử nhận thấy công ty Sen Vàng cho rằng doanh nghiệp tư nhân không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán tiền cho công ty Sen Vàng nên công ty Sen Vàng tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán tài sản cho công ty Trường Hải, do công ty Sen Vàng đã gửi nhiều thông báo cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa nên nhưng doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa không trả lời. Tuy nhiên công ty Sen Vàng không đưa ra được văn bản hay quyết định thông báo đã gửi cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa để thực hiện, nếu không thanh toán tiền đúng thời hạn thì công ty Sen Vàng được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Mặt khác, căn cứ cả quá trình thực hiện do công ty Sen Vàng thực hiện dự án khu đầu tư khu dân cư thương mại Viên Hồn, việc công ty Sen Vàng ký hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01 HTKT do doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa trước này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn thống nhất về chủ trương chuyển nhượng dự án và ưu tiên cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa làm chủ đầu tư mới. Theo công văn số 1447 UBNDKT, công văn số 2287 là không phù hợp theo quy định tại điều 51 luật kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, xét về cả quá trình thực hiện thì vẫn đảm bảo đúng nguyên tắc theo điều 48 luật kinh doanh bất động sản, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Mặt khác, việc chuyển nhượng dự án và chỉ định chủ đầu tư mới phù hợp với ý chí của công ty Sen Vàng, và sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng cả hai bên đến thực hiện hợp đồng như công ty Sen Vàng đã tiến hành bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho công ty doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, đồng thời doanh nghiệp
tư nhân Thuận Hóa đã đầu tư xây dựng và công trình như bơm cát, san lấp mặt bằng, khảo sát và phá bom mìn. Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đảm bảo đủ điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản được quy định tại điều 49 luật kinh doanh bất động sản. Điều kiện đối với chuyển nhượng và chủ thể nhận chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chuyển nhượng dự án được quy định tại điều 50 luật kinh doanh bất động sản, nội dung phù hợp với hợp đồng chuyển nhượng dự án theo quy định tại điều 53 luật kinh doanh bất động sản. Hợp đồng được công chứng và có hiệu lực kể từ ngày công chứng, các bên phải có trách nhiệm thực hiện. Do đó, công ty Sen Vàng yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01HDKT đối với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa là không được chấp nhận. Xét về hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa công ty Sen Vàng với công ty Trường Hải, các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng dự án đã được công chứng tại văn phòng công chứng Nguyễn Hoàng Minh. Tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được đăng ký theo quy định của pháp luật căn cứ vào khoản 3 điều 188 luật đất đai 2013, việc chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê lại, thừa kế tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và hiệu lực kể từ ngày đăng ký vào sổ địa chính. Đồng thời, như đã phân tích nêu trên thì hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đang có hiệu lực, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện của công ty Trường Hải thừa nhận ký hợp đồng chuyển nhượng với công ty Sen Vàng. Công ty Trường Hải biết việc công ty Sen Vàng đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và chỉ được công ty Sen Vàng thông báo bằng miệng là đã chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, không nhận được văn bản hay quyết định nào để thể hiện giữa doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và công ty Sen Vàng đã chấm dứt hợp đồng. Hội đồng xét xử nhận thấy, xét về ý chí công ty Trường Hải khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng đối với công ty Sen Vàng thì công ty Trường Hải đã biết giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa chưa chấm dứt hợp đồng mà lại tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng là vi phạm quy định của pháp luật, nên có cơ sở tuyên vô hiệu hai hợp đồng chuyển nhượng dự án và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa công ty Sen Vàng và công ty Trường Hải. Về quá trình thực hiện hợp đồng, căn cứ hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01HDKT vào ngày 30/11/2016 thể hiện giá chuyển nhượng 9.122.960.000 đồng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa sẽ hỗ trợ công ty Sen Vàng số tiền 4.300.000 đồng để thu hồi 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thanh toán các khoản nợ phát sinh, tổng số tiền cộng lại là 13.422.960.000 đồng. Hội đồng xét xử thấy giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa có thỏa thuận doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa sẽ trả nợ cho bên thứ ba những nội dung hợp đồng đã ký kết, và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa phúc thẩm được hai bên thừa nhận. Tuy nhiên, số tiền đã được thực hiện các bên không thống nhất cụ thể. Đối với giấy chứng nhận ngày 6/1/2017, công ty Sen Vàng thừa nhận có ký nhưng không có nhận tiền, nội dung không phù hợp nên bị hủy giấy nhận tiền. Doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa cho rằng giấy nhận tiền được công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa lập ban để xác nhận cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thực hiện nghĩa vụ đối với bên thứ ba. Xét thấy mặc dù đối với văn bản hai bên ký mang tựa đề giấy nhận tiền, nhưng về nội dung bản chất của giấy nhận tiền thể hiện bằng giấy nhận tiền này của các bên xác nhận công ty Sen Vàng đã bàn giao công nợ của các cá nhân huy động vốn cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa trả nợ thay, và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thanh toán số tiền công nợ là 9.090.000 đồng, đồng thời các cá nhân huy động vốn để thanh toán cho hợp đồng 01HDKT cho thấy nội dung giấy nhận tiền đã nêu trong việc công ty Sen Vàng và đã bàn giao cho công nợ cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa, và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã trả nợ cho bên thứ ba số tiền là 9.090.000 đồng cho cá nhân huy động vốn, và lời khai của công ty Sen Vàng thừa nhận có ký biên bản nên việc ký giấy nhận tiền của công ty Sen Vàng mang nội dung xác nhận doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay như đã thỏa thuận, cho thấy lời khai của doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa là có cơ sở. Xét về bản chất của giấy nhận tiền như đã phân tích
thì không cần thiết phải tuyên vô hiệu mà xem giấy nhận tiền như một chứng cứ xác định ý chí của công ty Sen Vàng trong việc chấp nhận cho doanh nghiệp tư nhân tự hóa trả nợ khai thông bên thứ ba và doanh nghiệp tư nhân tự hóa đã thực hiện sau những nội dung đã ký kết. Xác định số tiền doanh nghiệp tư nhân tự hóa đã thanh toán gồm phiếu chi ngày 30 tháng 12 2016, số tiền 300 triệu đồng phiếu chi ngày 5 tháng 1 2017, số tiền 325 triệu 075 nghìn đồng, số tiền 9 tỷ 090 triệu đồng, tổng cộng là 9 tỷ 715 triệu 075 nghìn đồng. Hội đồng xét xử ghi nhận doanh nghiệp tư nhân tự hóa đã thực hiện số tiền 9 tỷ 715 triệu 075 nghìn đồng do hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân tự hóa tiếp tục thực hiện nên phải thực hiện các nghĩa vụ còn lại. Giá chuyển nhượng hợp đồng hai bên thống nhất là 13 tỷ 490 triệu đồng trừ số tiền 9 tỷ 715 triệu 075 nghìn đồng còn lại số tiền là 3 tỷ 774 triệu 925 nghìn đồng về án phí công ty Sen Vàng phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định tại điều 26 nghị định 326/2016 UBTVQH ngày 30 tháng 12 2016 quy định về án phí lệ phí tòa án. Quyết định căn cứ khoản 1 điều 30 điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, điều 113 điều 117 Bộ luật dân sự 2015, điều 37, 38, 39 Luật kinh doanh bất động sản 2014, điều 95, điều 105, điều 106, điều 167 Luật đất đai 2013 chấp nhận yêu cầu khởi kiện có nguyên đơn tuyên bố hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán dự án khu dân cư thương mại Viên Hôm lập cùng 15 tháng 8 2017 giữa công ty Sen Vàng với công ty Trường Hải bị vô hiệu. Công nhận hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án số 01 HTKT ngày 30 tháng 11 2016 giữa công ty Sen Vàng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa buộc các bên phải thực hiện đúng hợp đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng phải chuyển giao toàn bộ dự án bao gồm phần đất của 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiếp tục các thủ tục theo quy định để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và của 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho bà Lê Thị Bình Thi, chủ doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa có nghĩa vụ thanh toán cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng số tiền còn lại là 3 tỷ 774 triệu 925 nghìn đồng. Trường hợp công ty Sen Vàng không thực hiện việc giao và chuyển quyền của 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để đính chính chỉnh lý cho bà Lê Thị Minh Thi, chủ doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Được hợp thức hóa, doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa phải nộp các loại thuế theo quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án số 01HDKT ngày 30 tháng 11 năm 2016 giữa công ty Sen Vàng và doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về việc hủy hợp đồng số 01HDKT ngày 30 tháng 11 2016 giữa công ty Sen Vàng với doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về việc yêu cầu hủy giấy nhận tiền ngày 6 tháng 1 2017 giữa doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa và công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng. Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Hải về việc yêu cầu công nhận hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng mua bán khu dân cư thương mại Viên Hôm và quyền chuyển nhượng giấy chứng nhận sử dụng đất đã được cấp số 01HDCLQSCD ngày 2017 lập ngày 15 tháng 8 2017 giữa công ty Sen Vàng với công ty Trường Hải, dành quyền khởi kiện cho công ty Trường Hải về giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu ở một vụ việc kiện khác có yêu cầu về án phí. Công ty Sen Vàng phải chịu toàn bộ án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm với số tiền là 500.422.960 đồng. Doanh nghiệp tư nhân Thuận Hóa được nhận lại toàn bộ tiền tạm ứng án phí đã nộp. Trường hợp bản án được thi hành theo quyết định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện nghỉ hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành bản án theo quy định tại các điều 6, điều 7 và điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.
Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định. Khai mạc hội đồng xét xử, tôi xin tuyên bố kết thúc phiên tòa.